Vào sáng ngày hôm nay mùng 10 tháng 9, nhà sản xuất bộ phim truyền hình Trung Quốc Người Yêu đã xác nhận hai diễn viên Triệu Lộ Từ và Bành Quán Anh sẽ đảm nhận vai chính. Người Yêu là phim tình cảm hiện đại được chuyển thể từ tiểu thuyết Lưu Nghi Vô Dạng của tác giả Hera. Nội dung sơ lược, Triệu Lộ Từ đóng vai Nguyễn Dư. Đêm trước ngày tốt nghiệp cao học, cô gặp gỡ Đằng Dực trong lúc đi làm thêm gia sư. Nguyễn Dư khát vọng bám trụ ở thành phố lớn, còn Đằng Dực mong muốn thoát khỏi sự sắp đặt và gò bó của gia đình. Họ vô tình bị thu hút bởi nhau, bước vào thế giới của nhau, thấu hiểu nhau. Tuy nhiên vì gia đình Nguyễn Dư bất ngờ gặp biến cố mà mối tình của hai người cũng phải kết thúc. 4 năm sau, Nguyễn Dư sau khi tốt nghiệp đã ở lại trường đại học để làm việc và có cuộc sống ổn định. Trong khi đó thì Đằng Dực một mình về nước thành lập công ty kinh doanh các sản phẩm dã ngoại. Hai người tình cờ gặp lại nhau nhờ cuộc thi thể thao của trường đại học. Trong quá trình làm việc với nhau, họ nhận ra hướng đi mới cho sự nghiệp của mình. Nguyễn Dư một lần nữa tìm lại ước mơ của mình từng bị bỏ quên trước đây, cô ra nước ngoài để học chuyên sâu. Lại 4 năm nữa trôi qua, cả hai hội ngộ nhau trong khi tham dự một diễn đàn của ngành. Hai con người xa cách lâu ngày gặp lại đã quyết định sẽ không bỏ lỡ nhau nữa. Họ dũng cảm theo đuổi tình yêu, cuối cùng đã cùng nhau vẽ nên cái kết đẹp cho cuộc tình 8 năm của mình. Bộ phim Người Yêu dự kiến có 24 tập sẽ được phát hành trên nền tảng Youku. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Đừng quên để lại những ý kiến của mình ở dưới phần comment nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.